Vâng, Hữu Thiện xin chào buổi sáng cả nhà mình ạ. Hiện giờ thì Hữu Thiện ngồi ở một cái góc đường. Cái góc đường này thì Hữu Thiện cảm giác cũng rất là thấy là đẹp và thơ mộng. Tại vì sao? Tại vì là Hữu Thiện đang ngồi thưởng thức một cái ly cà phê sữa ở tại thành phố Đà Lạt và một cái bình trà như thế này. Bình trà nóng luôn. Đây. Ly trà nóng luôn, đã lắm cả nhà. Hữu Thiện xin mời cả nhà uống trà với Hữu Thiện nha, uống trà buổi sáng. Lên Đà Lạt thì nói về ẩm thực thì mình được thưởng thức nhiều món ăn lắm, quá trời món luôn. Món ăn từ Bắc đến Nam, món gì cũng có hết trơn. Mà toàn là món ngon không à. Mỗi buổi sáng thì Hữu Thiện đi ăn xong rồi thì phải thưởng thức một cái ly cà phê như thế này. Rồi mới làm gì làm. Coi như là để nó tỉnh táo đầu óc hơn. Và mình có thể là ý tưởng hơn để nói, để chia sẻ cho cả nhà mình. Và Hữu Thiện thì thích cà phê sữa đá hơn. Người ta thì uống nóng, Hữu Thiện thì ít thích uống cái gì có đá. Nhưng mà mình lên đây thì mình cũng phải là quen với nơi này, nhập gia tùy tục mà. Người ta đây xứ lạnh, người ta uống cái món gì nóng là mình cũng phải là theo họ, mình uống những cái món đồ nóng được. Chứ lên đây mà mình kiếm đi vô quán ăn rồi, kiếm nước đá uống cũng hơi bị khó à. Mình ở dưới xứ ấm mà, mình ở dưới xứ nóng cho nên là uống cái gì cũng phải có đá thôi. Không có đá cảm giác như là nó không có giải khát cho lắm. Giờ mình tập quen với mình uống trà. Thời tiết ngày hôm nay thì mát mẻ. Mình thấy ở ngoài đường người dân đi mặc áo khoác và họ nói là ngày hôm nay thời tiết xuống lạnh rồi, thật sự rất là mát. Tại vì Hữu Thiện cũng là người dân ở nơi xứ lạnh. Chỗ Hữu Thiện ở thì rất là lạnh luôn, và mùa đông Tết xong đó là mùa đông đó là có tuyết rơi luôn là dày đặc luôn. Ô, xe quân sự. Tuyết rơi đó là dày đặc luôn. Âm là mười mấy độ, cho nên nó là với cái lạnh như thế này thì mình rất là thích đi ra đường để mà mình thưởng thức cái xe lạnh. Cái này gọi là xe lạnh thôi chứ không có lạnh cho lắm đâu, nhưng mà mình cảm thấy mình thích lắm. Mình ngồi thưởng thức một cái ly cà phê như thế này, mình ngồi mình kể chuyện, trò chuyện cùng với cả nhà mình. Nói đến Đà Lạt thì Hữu Thiện xin đố cả nhà mình nha, khi mình nhắc đến là thành phố Đà Lạt thì họ đến nói đến là 40 đó là gì. Hữu Thiện xin đố với cả nhà mình, hầu như ai cũng biết hết đó. Thứ nhất là cái gì? Lên Đà Lạt, bữa Hữu Thiện lên, Hữu Thiện cũng lay quay đi vào phòng đi quay để đi tìm. Hữu Thiện xin đố cả nhà đi tìm gì ạ? Đi tìm cái remote máy lạnh. Trời ơi, mình quên cũng đi tìm cái remote máy lạnh. Mình nhìn lên tường á, nhìn quanh cũng không thấy cái máy lạnh đâu hết. À, mình nhớ rồi, trời ơi, ở xứ lạnh mà làm gì có cái máy lạnh trời. Mình ngồi mình cũng thấy mình hơi bị ngu chỗ đó. Mình ngồi mình nhớ lại hết. Ngày xưa mình cũng đi du lịch ở Đà Lạt mà mình nhớ tới cái vấn đề 40 rồi chứ. Mà tự nhiên cái vấn đề mình ngu ngang vậy. Mình không có nhớ tới là lên đây là không có phòng nghỉ khách sạn nữa, là không có cái máy lạnh. Đó. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai á là lên đây là mình không có thấy là người ta đạp xích lô. Đó, tại vì sao? Cái đường dốc như thế này làm sao đạp xích lô? Đạp xong rồi tuột dốc luôn, mất phanh luôn. Đi khắp cái con đường ở đâu cũng thấy là lượng đầu dốc như thế này, là thứ hai là mình không thấy là đạp xích lô. Cái thứ ba nữa là mình không thấy là bán hàng rong đồ ở cấp xích lô, mình không có thấy. Cái đó là họ làm được tại vì là thành phố Đà Lạt là nơi mà nói chung là phát triển về du lịch bậc nhất luôn. Mọi du khách ở khắp nơi từ Bắc chí Nam ở đâu họ cũng thích tìm về Đà Lạt hết. Du lịch bây giờ rất là phát triển luôn. Và cái cuối cùng đó là không có đèn đỏ. Đó, mình đi khắp các con đường. Ngày xưa thì mình không có thấy đèn đỏ. Tại vì là những cái con đường đèo dốc rồi thì làm mỗi lắp cái đèn đỏ mà ngay dốc thì mình dừng xe rồi nó thật sự là rất là bất tiện. Dừng xe thì nó tuột dốc nữa. Nhưng mà ngày hôm nay Hữu Thiện trở lại thì thấy đã xuất hiện những cái cột đèn đỏ rồi, không có như ngày xưa nữa. Thì bây giờ thì đã xuất hiện đèn đỏ rồi cả nhà. Coi như chỉ còn 30 thôi. Không máy lạnh, không điều hòa, không ăn xin và không có xích lô đó. Còn cái mà đèn đỏ thì bây giờ họ đã lắp rồi. Tại vì sao? Tại vì là bây giờ thì thấy Hữu Thiện thấy rất là đông đúc. Hữu Thiện đi đến đây vào những ngày bình thường thôi, nhưng mà thấy mức độ dân ở ngoài đường là rất là đông, xe cộ chạy là tấp nập và kẹt xe luôn đó. Cho nên giờ du khách đổ về Đà Lạt rất là đông, không chỉ riêng vào cuối tuần đâu. Nếu như mình đi du lịch đến Đà Lạt vào những ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày Tết rồi ha, thì sẽ rất là đông, họ tập trung về
chợ Đà Lạt nè, thứ nhất là chợ Đà Lạt nè, thứ hai là quảng trường. Ngay cái quảng trường đó thì cảnh rất là đẹp, mình đứng ở đó chụp hình với cái siêu thị nè, rồi với những cái chú chó rồi họ rất là thích. Ngày lễ Tết đó là coi như là kẹt cứng đường luôn. Và sắp tới đây là có lễ hội Hoa Đà Lạt nữa, vào tháng 12 sắp tới, chỉ còn là tầm khoảng hơn là một tháng nữa thôi thì sẽ có lễ hội Festival Hoa Đà Lạt diễn ra trong vòng một tháng. Thì hiện giờ Liễu Thiện đi ở ngoài thì chỉ chia sẻ là bên hành lang người ta chuẩn bị là Festival Hoa Đà Lạt thôi. Cũng giống như Hữu Thiện mới vừa chia sẻ là thấy họ chuẩn bị những cái ngôi nhà rông Tây Nguyên ở bên cạnh bờ hồ Xuân Hương. Coi như là họ chuẩn bị và về cái văn hóa, chia sẻ về cái văn hóa của người dân tộc Tây Nguyên, văn hóa cồng chiêng và những cái ngôi nhà rông. Coi như là ý nghĩa là gì? Là coi như là họ tự nhớ tới cái vùng đất nơi này. Khi xưa cái vùng đất nơi này là vùng đất của người dân tộc Tây Nguyên sinh sống. Thì bây giờ họ cũng sinh sống nơi đây thì không còn nhiều nữa. Như người dân nơi này là họ tưởng nhớ đến những người đã sinh sống đầu tiên tại vùng đất cao nguyên La Biang này. Thì như vậy thì cũng cho họ họ vui hơn, họ cảm thấy họ vui hơn. Mình chim có tổ, người có tông mà. Nó mình nhớ tới những người đầu tiên sinh sống nơi này thì họ cũng vui hơn, coi như là biết ơn cội nguồn. Người Việt Nam mình là nổi tiếng là uống nước nhớ nguồn mà. Cái đó là cái đạo lý ngàn đời từ xưa tới nay rồi. Cho nên nó là họ muốn chia sẻ những cái gì mà liên quan tới là dân tộc, đồng bào dân tộc Tây Nguyên rồi. Mình thấy rất là hay, một cái dải nhà rông luôn, năm cái kiểu nhà rông truyền thống ở những cái tỉnh Tây Nguyên. Thì mình cũng đã tới đó mình tìm hiểu và mình chia sẻ bên ngoài sự kiện sắp tới sẽ diễn ra. Hứa hẹn là sẽ thu hút khách du lịch đổ về đây rất rất là đông luôn. Festival hoa mà, thì sẽ rất là nhiều cái loài hoa họ sẽ trưng bày, họ triển lãm vào cái ngày đó, và kèm theo đó là những cái sự kiện tổ chức giống như là con đường tơ lụa nè, những nhà thiết kế đổ xô về đó để quảng cáo những cái mặt hàng tơ lụa đâu, rồi trình diễn những cái trang phục áo dài, lễ hội đồ rất rất là nhiều, những cái hoạt động lễ hội diễn ra xuyên suốt trong vòng một tháng luôn, cho đến là ra đến tháng 1 luôn cả nhà, rất là hay luôn. Nếu như Hữu Thiện mà có duyên thì Hữu Thiện sẽ trở lại Đà Lạt vào cái ngày Festival Hoa Đà Lạt, sẽ chia sẻ những cái điều mới lạ hay ho nhất cho cả nhà mình nghe. Bây giờ thì Hữu Thiện ngồi đây thưởng thức ly cà phê và chia sẻ bên ngoài cái hành lang là sắp sửa họ chuẩn bị là Festival Hoa cho cả nhà mình xem thôi. Thì lúc này đi thì cảm thấy thoải mái, đường xá thì nó không có chật chội cho lắm, còn có thể là chia sẻ rồi, chứ tới lúc đó mà ở ngoài đường rồi rất là đông người, đi đâu cũng thấy kẹt xe hết. Nhiều khi tới đây không có phòng mà mình ở luôn á, phòng ở Đà Lạt mà tới những ngày mà lễ Tết rồi Festival Hoa rồi kia đó là bảo đảm là kẹt phòng luôn, không có chỗ để mình nghỉ ngơi đâu cả nhà. Mà mình đi lúc này thì mình có thời gian và mình nghỉ ngơi thoải mái, và đường xá rồi rộng rãi để Hữu Thiện chia sẻ những cái gì đó hay lạ ở thành phố Đà Lạt này. Tại vì đó là Hữu Thiện đến đây cũng đã nhiều lần rồi, và thành phố Đà Lạt này thì cũng nhiều người biết đến rồi, không có còn quá xa lạ đối với du khách. Cho nên đó là Hữu Thiện cũng không có chia sẻ những cái nơi vườn hoa, hầm đất sét, rồi thung lũng tình yêu đồ. Thì những nơi đó thì Hữu Thiện cũng đã đi qua, và cả nhà mình là cũng đã đi đến đó du lịch rồi. Cho nên đó là Hữu Thiện cũng không có chia sẻ nhiều. Hữu Thiện chia sẻ những cái cảm giác ngồi ở nơi đây, uống một ly cà phê như thế này, uống một cái ly trà như thế này, để chia sẻ và kể chuyện cho cả nhà mình nghe. Chứ mà ngồi mà đi quay rồi chia sẻ những cái đó thì cả nhà mình quen biết quá rồi, không có gì sai lạ hết. Dạ em cảm ơn, không có gì mà mới lạ đối với cả nhà mình hết, quá quen thuộc rồi. Nhắc tới Đà Lạt là ai cũng biết hết. Bây giờ hầu như những đứa trẻ con nó cũng thuộc lòng thành phố Đà Lạt là gì. Thành phố Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, thành phố của tình yêu và nỗi nhớ, thành phố của những mùa xuân, thành phố sương mù, vân vân. Ngay cái con nít cũng vậy, nó thuộc quanh vách luôn, đâu có riêng gì Hữu Thiện đâu cả nhà, hầu như ai cũng biết hết rồi, không cần giới thiệu nhiều nữa. Cho nên đó là Hữu Thiện chỉ giới thiệu những cái gì đặc sắc và những cái nơi mà cảm thấy mình ngồi ăn thư giãn và thoải mái hơn. Tại vì mình đến với Đà Lạt là gì, mình thư giãn, mình nghỉ dưỡng, làm việc cực nhọc họ vất vả thì họ cần những cái nơi như thế, và Hữu Thiện cũng cần những cái nơi như thế, và đến những cái nơi vậy Hữu Thiện rất là thích và cảm thấy rất là an lạc và rất là thoải mái, tinh thần sảng khoái luôn, thích lắm. Cho nên đó là ngồi chia sẻ cả nhà mình đi. Ngồi uống ly cà phê sữa quá đã cả nhà.
còn gì bằng nữa. Kéo cái hết luôn, kéo cái gì hơi bên dương rồi xong rồi uống ly trà á, trời ơi đây trà nóng ấm người. À, ấm cả bên trong, ấm cả ở bên ngoài, ấm tận tâm can luôn, ấm lắm. Mà ngồi đây mà trò chuyện với cả nhà, nó tôi nói trời ơi tỉ tê với cả nhà mình nghe, nó nói nó ấm ơi là ấm luôn, nó đã ơi là đã luôn, không còn thấy lạnh nữa. Bây giờ cái lạnh ở bên ngoài cảm thấy là nó bình thường. Đây, chủ tiệm ngồi chỗ này là ngay một cái góc đường, đường đèo dốc. Đây cái con đường nè, ngay chỗ cái con đường này là cái góc Bùng Binh, đường Bách Tơ và đường Thiện Mỹ. Thì Hữu Thiện nghỉ tại cái nhà nghỉ là đường Bách Tơ và mình nghỉ ở đó. Khi mà mình đến với Đà Lạt thì Hữu Thiện nghỉ dưỡng hoặc là ăn uống đồ thì thường dùng điện thoại cái app, và cái app Hữu Thiện đặt phòng là cái app Agoda. Thì cái app này là không còn quá xa lạ đối với những người thích đi phượt. Và Hữu Thiện cũng chia sẻ là cái app này là mình tới đây mình có thể là tìm phòng xung quanh mình, và những cái phòng khách sạn nhà nghỉ nó sẽ hiện ra, nào là cho mình những cái phòng cho mình xem, rồi giá cả đồ nó hiện ra thông tin đầy đủ hết, rồi mình thích thì mình book phòng qua cái hệ thống Agoda này, rồi mình book phòng mình ở thôi. Thì Hữu Thiện ở tại cái một cái căn phòng ở tại đường Butter, thì phòng rất là ấm cúng và rất là sạch sẽ và rất là đẹp luôn, giá cả thì phải chăng. Thì Hữu Thiện nghỉ tại đó thì giá chỉ có từ 250 tới 300 thôi, và mùa này là mùa thấp điểm cho nên đó là mình ở thoải mái luôn. Thì mình đi chơi ban ngày thì mình đi chơi, tối về thì mình ngủ thôi. Thì những cái căn phòng như thế thì thích hợp cho mình ở, mà rất là đẹp nữa, rất là sạch sẽ nữa. Cô chủ cũng rất là dễ thương luôn. Mỗ Thiện rất là thích ở nơi này. Sau này Mỗ Thiện có quay lại Đà Lạt thì Mỗ Thiện cũng sẽ ở nơi đó, ở một tầng luôn, ở rồi tối về ngủ, ban ngày mình đi chơi thoải mái luôn. Đó, ở đây là góc đường Butter và đường Thiện Mỹ ngay cái Bùng Binh. Bên phía trước thì có quán trà sữa và Hữu Thiện ngồi uống cà phê tại đây, nhìn ra con đường thì thật sự là rất là đẹp. Đường ở đây là đường đồi dốc, chạy lên chạy xuống vậy. Cho nên chỗ này thì không có lắp đèn đỏ, lắp đèn đỏ lên xuống thì bất tiện quá, cho nên họ chỉ để một cái Bùng Binh thì người dân họ chạy vòng theo đó thôi. Ở đây có cây mai nè, cây mai này rất là đẹp luôn. Cây mai này mùa Tết nó trổ qua những cái bông mai vàng rồi, đẹp cực kỳ luôn các nhà. Hai cây mai luôn, cây mai vàng rất là thích. Mình ngồi ở đây cái view thì mình nhìn ra đường rất là đẹp, ngồi ngắm xe cộ đi qua đi lại thôi thì cũng đẹp lắm rồi. Ở phía trước thì có khách sạn Bình An ở đường Trần Lê, lên đến Đà Lạt thì có rất là nhiều nhà hàng khách sạn mình có thể lựa chọn dịch vụ cho mình thoải mái luôn. Thì Hữu Thiện thì thường dùng trên app điện thoại để mà mình thoải mái mình xem dịch vụ mà mình lựa chọn đầy đủ trên đó hết. Vâng, thì thôi video của Hữu Thiện đến đây cũng xin tạm dừng. Nếu như mà cả nhà xem qua thích video này thì cả nhà nhớ bấm like, share, comment cho Hữu Thiện nha, để Hữu Thiện chia sẻ những cái điều mới lạ hay ho nhất đến cho cả nhà mình xem. Xin chào và tạm biệt cả nhà mình.